Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc Kubota 2002 ha bạn. Ở đây là chiếc Kubota mà còn nguyên zin ha. Bán toàn bộ gồm bánh lồng, dàn xới là giá là 30 triệu ha bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp ngay chủ ha bạn. Địa chỉ là Dòng Ghiền, Kiên Giang. Thì anh em và các bạn cần mua thì nhớ ha, liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Đó. Máy này thì tất cả là còn hoạt động bình thường ha. Chủ máy này thì người ta đi nước ngoài do đó nên người ta cần bán ha. Máy còn hoạt động bình thường, máy tất cả là zin hết trơn ha bạn. Đó. Giá bán là 30 triệu. Máy này thì dòng máy một cầu ha. Tất cả là còn zin hoạt động bình thường. Đó. Trọn bộ gồm dàn xới, bánh lồng. Đó. Dàn xới còn rất là đẹp luôn ha bạn. Dàn xới và bánh lồng còn rất là đẹp luôn. Đó. Dàn xới bánh lồng giá bán 30 triệu ha. Dàn xới đây ha bạn.